Mến chào các cục nợ, mến chào các anh chị. My Mia, phải không? Đọc vậy phải không? My Mia. Nickname mà có lòng thòng phía trước, lòng thòng phía sau, khó đọc thì thôi. Đáng yêu không? Tại sao bị mưu chị ta? Đáng yêu không? Tại sao bị mưu chị ạ? Ok, let me ok, mến chào các anh chị. Hôm nay các anh chị khỏe không? Let me check my soccer first to see is there anything wrong with this way? Okay, everything looks good to me. Okay, giơ tay học hả? Cái giờ này mình không có cần giơ tay, ok. Mình giơ chân để lên bàn thì được, học cho nó thoải mái thì được, ok. Yeah. In this life, if you have anything to ask or to say, just bring the one, ok, and raise your hand, then I call you up in the mic, okay? To the mic, I mean. Nghĩa là trong cái giờ này á, mình học grammar, okay? Hôm nay là cái ngày mình học grammar. Thành ra trong cái giờ grammar đó, ở ngữ pháp á, nếu mà các anh chị có câu hỏi hay thắc mắc gì đó thì các anh chị đánh số 1 và giơ tay lên. Thì mình sẽ mời các anh chị lên cầm mic nói, okay? Đánh số 1. Be instructor. Okay, các anh chị nếu có thắc mắc câu hỏi gì đó thì các anh chị đánh số 1, okay, rồi giơ tay lên rồi tiếp mời các anh chị lên cầu. Okay. Thường thường đấy biết không, chị mi PM cho hai cái instructor kia mà đóng cửa. Thường thường á, chị mi PM cho gầm mờ hay là MT á, để mua cái cục bột á. Nhưng mà bữa nay hai người đó không có show up, thành ra để mi tự làm cho rồi đi. Ok rồi, bây giờ bắt đầu học nha các anh chị. Hôm nay mình học gì nha? Dạ, dĩ nhiên là mình học ngữ pháp rồi. Very good at work. Mình học xong có tất cả mấy từ ta? 9 hay 8? 8 từ mình phải học phải không? Và học theo thứ tự. Bắt đầu là danh từ nouns, đại danh từ pronouns, động từ verb, right? Adjective, tính từ, danh từ, đại danh từ, động từ, adjective là 4 rồi. 4 rồi phải không? Article là nó thuộc về adjective luôn, right? Cái article mình gọi là mẫu từ, nhưng mà nó thuộc về cái adjective nếu mà nó đứng ở trong câu. Thành ra coi như tất cả mình có 4 rồi. Mình còn 4 nữa phải không? Cái adjective là adverb, right? Là 5. Cái adverb là preposition, là 6. Cái preposition thì mình sẽ học liên từ phải không? Conjunction là 7. Rồi kế liên từ là mình sẽ học cái thì
I mean cái từ cuối cùng là interjection là tháng từ, ok, là tám. Giọng nam hả? Bữa nay đổi giọng thành giọng con trai hả? Ok, để let me let's see. Ok, let me turn up the volume. Nó sao bữa nay kéo không được vậy nào? Giờ lớn rồi phải không? Hả? Nói giọng nam mỏi rồi. Cô đổi sang giọng bắc hả? I'm from south. Tiếng mày đâu biết nói tiếng bắc đâu. Tiếng mày mà nói tiếng bắc là nó điệu điệu á, okay. Điệu điệu á. Đi về. Hôm nay em đi về. Thay vì nói tiếng nam, nói giọng nam là đi về, okay. Nói giọng bắc mới điệu á. Đi về nhà nấu canh chua. Giọng nam mới điệu hả? No. Người bắc. No. Người Trung nói điệu nhất, người Trung nói điệu nhất, okay. Rồi kế đó người bắc rồi mới tới người nam. Người nam tại sao người ta nói người nam? Người nam nói chuyện thẳng băng phải không? Tại không có sửa miệng á. Không có sửa miệng. Còn người bắc nói thì sửa miệng, còn người Trung nói thì ẻo lả. Okay, ẻo lả. Bữa nay instructor nha. Okay, nay xuất hiện. Ok, now. Yeah, thiệt mà. Biết không, ai giọng nào nói tiếng Mỹ nghe hay nhất các anh chị? Giọng nào nói tiếng Mỹ nghe hay nhất? Hả? Đố các anh chị. Giọng Mỹ. No. I'm talking about South, North and the Middle. Giọng Nam, giọng Bắc hay giọng 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 Trung? Hả? No. Giọng giọng Trung á, giọng Trung, yes. Tại vì giọng người Trung đó họ 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 ẹo nhiều biết không? Giống như người Anh nói vậy đó, giống như người Anh. Các anh chị thấy người Anh họ nói giống người Trung là họ ưa nói cái giống ngã, họ ẹo biết không? I go to school. Họ ẹo vậy đó. I go to school. Còn giọng Mỹ đó là giọng của người Nam. Okay. Giọng Mỹ là của người Nam. Và giọng của người Anh á, England á, Great British thì nói nó nghe hay, ok, nó nghe hay mà không hiểu. Nó nghe rất là hay giống như chim hót ẹo lên ẹo xuống. Nhưng mà không hiểu, cũng giống như người Trung nói chuyện, người Bắc nói chuyện nhiều khi tụi mày còn hiểu đúng không? Nhưng mà người Trung mà chính gốc á nói tụi mày không hiểu đâu. Không hiểu đâu. Giọng người Trung nói nghe như chim hót. Giọng người Bắc thì nói điệu điệu điệu. Người Nam thì nói take a key. Miệng liền hả? Sao instructor rành quá vậy? Ok, let's start. Các anh chị, we late for 20 minutes already. Ok, hôm nay mình sẽ học the adverb. Trạng từ, mình dịch là trạng từ, trạng là tình trạng, đấy, diễn tả một cái tình trạng, có một cái câu nói của một cái động từ chứ. Let's see, adverb, the adverb. Trước nhất là chị Ni sẽ mention cho các anh chị cái gì outline. Outline là gì các anh chị? Thường thường mà các anh chị muốn viết một cái bài
You have to make the outline. Phải không? Outline là cái gọi là gì ta? Outline là cái dàn bài đó. Okay. No, cái dàn bài. Phải không? Thường thường các anh chị muốn viết một cái essay sẽ là một cái bài gì đó. Dàn, cái dàn bài á là mình phải làm một cái outline trước. Dàn bài của nó tổng tổng quát là, thứ nhất là mình sẽ nói về cái definition, định nghĩa trạng từ là gì, kind of adverb, có mấy loại trạng từ, các loại trạng từ created, mình form, mình cái trạng từ nó được được thành lập cách nào. And form là forming, forming giống như là công thức gì đó. Và cuối cùng là vị trí của trạng từ. Ok, thứ nhất definition, định nghĩa. Trạng từ là gì? What is an adverb? An adverb describes an action or state of being in greater details and can provide a more vivid picture of what is happening. Trạng từ là một chữ để diễn tả một cái hành động hay là một cái tình trạng. Về cái động từ đó, nó chi tiết hơn. More detail là chi tiết, I mean detail là chi tiết, greater detail là chi tiết hơn, phải như vậy. Và nó có thể cung cấp một cái bức ảnh, picture là một cái hình ảnh, vivid là sinh động hơn về những cái sự việc gì nó đang xảy ra. And this is the important things. An adverb describes or modifies a verb, an adjective, another adverb, or a whole sentence. Nhớ nha các anh chị, trạng từ hồi đó mình chỉ biết một là trạng từ nó bổ nghĩa cho động từ, nhưng mà thật sự nó bổ nghĩa cho tính từ luôn. Và nó bổ nghĩa cho một cái trạng từ khác nếu có ở trong câu, có thể có trong câu, ví dụ. Và cuối cùng là nó có thể nó bổ nghĩa cho the whole sentence, cả câu luôn. Okay. Thí dụ, thứ nhất là bổ nghĩa cho động từ. The temperatures fell sharply. Cái sharply này là adverb modified to the verb preceded. Cái này dịch sao các anh chị? Cái nhiệt độ đó thì nó gì ta? Nó xuống rất là lẹ phải không các anh chị? Sharply nó xuống rất là, nó xuống rất là một cách rõ rệt, right? Sharp là yeah, có vẻ sharp là gì? Fell ở đây là rơi, là rớt, là động từ to fall. Fell, fall, fell, fallen, right? Là rớt. Okay, là xuống đó. Là xuống một cách rất là terrible đó. Yeah, không hẳn là rõ rệt, xuống rất là terrible là rất là nhanh đó. Sharp là cái gì? Là một cái mũi nhọn. Okay. Cái mũi nhọn là một cái điểm. Cái chỉ khi mà nó rơi xuống thành một cái điểm có nghĩa là cái nhiệt độ nó rất là thấp, phải không? Thấp. Ví
ví dụ như nó đang từ 20 độ nó xuống rơi xuống còn số 0 là sharp rồi. Ví dụ mình nói 8 o'clock sharp là đúng 8 giờ. Sharply một cái điểm nhọn nó rơi xuống à, một cái điểm nhọn là rơi xuống nó rất là thấp. Không các anh chị, hoặc là rất cao hoặc là rất thấp. Sharply là đột ngột hả? I don't know. Let me check. Thường thường mà các anh chị mà mở từ điển á, các anh chị nên mình đọc từ điển bằng tiếng Mỹ á, đừng đọc bằng tiếng Việt Nam, sẵn đó mình học luôn. Khi mở từ điển Mỹ á, nó cắt nghĩa Mỹ. Còn từ điển bằng tiếng Việt Nam chỉ khi nào mình bị stuck về cái vấn đề mà translation đó, các dịch ra đó mà mình nhiều khi mình không biết thì mình nên mở từ điển tiếng Việt. Okay, having a 10 current age of a 5 point. Nghĩa là một cái điểm mà ở đây nó không có nghĩa là đột ngột. Nó là abrupt. Hay là thanh linh, đúng rồi, cũng được. Abruptly or suddenly. Punctuation. Quickly. Nó rơi xuống một cách rất là nhanh. Hoặc là đột ngột. Giờ ở đây mình dịch rất là nhanh và đột ngột chứ không phải là rất là thấp. Okay, sharp đây có nghĩa là quickly and suddenly. Đột ngột hay là nhanh, okay? Hay là nhanh. Đó từ điển nó nói là suddenly or quickly. Okay, còn tính từ nó là một cái mũi nhọn. Rồi tiếp tục nha, tiếp tục. Đó là bổ nghĩa cho động từ. Đấy, sharply. So adverb sharply modified to the verb fell. Okay, next one. The temperature was quite low. So was low. Nghĩa là nhiệt độ thì nó thấp, phải không? Nhưng mà có chữ quite ở đây. Nó rất là thấp. Okay. So quite đây nó sẽ là trạng từ. Và trong trường hợp này nó sẽ bổ nghĩa cho tính từ low. Phải không các anh chị? Nó bổ nghĩa cho tính từ low. Thấp thế nào? Oh, rất là thấp. Right? So I put quite modified to the adjective low following it, right? Okay, now bây giờ trạng từ nó bổ nghĩa cho một cái trạng từ khác. Thí dụ cũng là cái câu đó. The temperature dropped very quickly. Cái nhiệt độ thì nó rơi xuống rất là nhanh. So drop quickly là trạng từ, phải không các anh chị? Nó là trạng từ. And very cũng là trạng từ luôn. So trong trường hợp này nó bổ nghĩa cho một cái trạng từ khác, chứng minh theo cái định nghĩa. Right? Right, look at this one. Copy on this now. Copy on the deck, you make that now. A whole sense. Okay, các anh chị coi câu này. Unfortunately, the temperature stayed cool. Okay, các anh
chị thấy unfortunately cũng là chẳng từ luôn, và trong trường hợp này đúng bổ nghĩa cho cả câu luôn. Không may cái nhiệt độ thì nó đứng yên hả, nó gì ở mức lạnh hả? Dạ, ở mức lạnh. Dịch vậy đi, chị dịch sao? Nó ở chị dịch sao câu này cho nó nghe hay nè. Cái nhiệt độ thì để mình vui rồi để. Nhiệt độ thì nó nhiệt độ Google nó dịch là nhiệt độ ở mát mẻ. Cái gì mà nhiệt độ ở mát mẻ? Mát mẻ là mình thoải mái phải không? Thì mình không có nói là unfortunately. Không ai biết dịch câu này hết hả? Nhiệt độ thì nó không may, nhiệt độ thì nó ở trong cái tình trạng lạnh lẽo. Mình dịch vậy cho nó hay đi. Let's see. Stay to spend some time in a play. Now go go to adverb. To continue to be a specify. This nó ở không may, cái nhiệt độ nó ở cái tình trạng lạnh lẽo. Mình dịch vậy đi. Okay. Và cái stay nó cũng nói lên cái condition or cái state. To keep up. To appear. Nó xuất hiện. To appease. To suspend. To delay. To detain. To restrain. To remain. Và remain là nó vẫn còn ở trong cái tình trạng mình lạnh lẽo. Tại vì mình nói cái chữ không may mà phải không? Thành ra mình phải nhiệt độ nó ở cái mức nhiệt độ nó vẫn còn lạnh lẽo, khe nó vẫn còn. Yeah, stay ở đây mình nói là nó vẫn còn lạnh lẽo. Stay đây có nghĩa là continue luôn á, vẫn còn lạnh lẽo. Chán thì thôi á, trời lạnh bệnh hoài nên mình nói là không may, cái nhiệt độ nó vẫn còn lạnh lẽo nên mình vẫn còn bệnh dài dài. Phải dịch như vậy đó. Đúng không các anh chị? Đúng không? Lúc nghe lúc không hả? Ok, so các anh chị thấy cái trạng từ nó bổ nghĩa cho bốn trường hợp. Trường hợp thứ nhất là bổ nghĩa cho động từ, nhớ nha, cái này phải nhớ thuộc lòng. Trường hợp thứ hai là tính từ. Trường hợp thứ ba là bổ nghĩa cho một cái trạng từ khác. Và trường hợp thứ tư là bổ nghĩa cho cả một câu luôn. Ok, nói có sách mắt có chứng. Okay, now next one. An adverb asks the question, such as how often, when, and where. Chẳng từ thường thường trả lời những câu hỏi như là thế nào, thường thế nào, khi nào, và ở đâu. Okay, bốn loại câu hỏi này. Thí dụ mình nói gì mình phải chứng minh người ta mới tin mình phải không? Thí dụ how did Catherine answer him? Oh, she answered him playfully. Catherine trả lời cậu ta thế nào? Ồ, cô ta trả lời cậu ta một cách giỡn cợt đó. Đùa giỡn đó. Phải không các anh chị? Hãy việc vậy không? Một cách đùa giỡn, giỡn cợt với cậu ta đó. Don't play with my face. Có nghĩa là đừng giỡn mặt với tôi.
chứng minh cái chữ play đây là đùa giỡn. Okay, don't play with my face, đừng có giỡn mặt với tôi. Thành ra đây mình cũng dịch là cô ta trả lời cậu ta một cách giỡn cợt. Right, ông biết không nè, có ai dịch hay hơn thì cứ nói giùm tiểu mi nha. So đây nó sẽ trả lời câu hỏi gì cho anh chị? How, phải không? Thế nào? How, right? Here is answer to question how. Question how. Okay, let me write down in this. Take how. How often ok tiếp tục nha. Bây giờ trả lời cho câu hỏi how often. How often does David eat? He always eats a lot. Cậu ta thường ăn thế nào? Cậu ta luôn luôn ăn rất là nhiều, ăn nhiều. Ok, trả lời cho câu hỏi how often. Okay, now next one. When did she plan to leave? Oh, she planned to leave. Khi nào cô ta dự định sẽ rời khỏi? Oh, cô ta đã dự định rời khỏi sớm. Rời khỏi sớm. So early ở đây nó sẽ trả lời câu hỏi when. And last one. Where? Where did I put the cat? Oh, you put it outside. Tôi để cái con mèo ở đâu? Tôi để con mèo ở đâu? Oh, bạn để nó ở ngoài đi. Okay, so cái outside này sẽ trả lời câu hỏi where. Right? Okay, đó là definition. Hai điểm quan trọng của cái động của cái trạng từ là gì? Trước nhất là nó bổ nghĩa cho động từ, chuyển từ, trạng từ vào cả câu. Thứ hai là nó sẽ trả lời cho những câu hỏi how, how often, when and where. Đó là hai điểm chính của cái trạng từ. Vậy cái definition. Uống một miếng nước. Thôi cứ hò quậy. Ok, next one. Bây giờ mình qua cái phần thứ hai của cái the outline. Kind of adjective. Cái loại trạng từ. Mấy cái chữ này các anh chị chưa bao giờ thấy. Okay. Chưa bao giờ thấy có nghĩa là chưa bao giờ biết. Có ai biết có mấy loại trạng từ không? Có ai biết không? Có mấy loại trạng từ không? Sáu loại hả? Trạng từ tàn xuất. Con nhiều khi nói tụi mình không hiểu đâu. Chị My không có phát bài cho các anh chị trong cái giờ grammar nha. Các anh chị tự copy and paste, okay, làm bài, làm riêng cho các anh chị. Ok. Tất cả những trạng từ nó sẽ nằm trong một trong bốn loại này. Adverbs can be said to have for basic relationship to other words in a sentence. Subjuncts
Adjunct, disjunct, and conjunct. Cái subjunct nghĩa là gì? Mình không biết dịch cái này. Okay, không biết dịch. Thứ nhất là subjunct. Okay, I can copy and paste. Chúng mình soạn trong những cái sách của đại học đó nha các anh chị, nên nhiều khi các anh chị học trung học các anh chị không biết những cái điều này. Subjunct, so there's very and only are those adverbs that expand, intensify, or diminish the subject verb or complement. Subjunct adverb giống như những cái chữ very and only là những cái trạng từ mà nó expand, nó expand là nó trải rộng ra đó, hoặc là nó nhấn mạnh, nó intensify. Intention là cố tình nhấn mạnh, nó diminish. Diminish là giảm lại cái chủ từ hoặc cái động từ hoặc cái complement. Ví dụ nha. That was a very brave thing to do. I'll go to the party, but only if you come with me. Nó là một cái việc mà rất là can đảm để làm. Phải không? Vậy phải không các anh chị? Đó là một cái việc rất là can đảm để làm. Thì tôi sẽ đi tới buổi tiệc. Nhưng mà chỉ có khi nào bạn đi với tôi thì tôi mới đi tới. So các anh chị thấy chữ very and only. So very ở đây nó là trạng từ bổ nghĩa cho cái tính từ brave, okay? Chứ không phải nó nằm trong câu, nó là tính từ luôn nha các anh chị. Nó chỉ đứng ở đó, nó để bổ nghĩa cho cái tính từ brave mà thôi. Còn ngoài ra chữ A, chữ brave, nó sẽ là tính từ. Ok, now next one. Mở rộng, tăng cường hay là giảm thiểu cái chủ từ, cái động từ hay là một cái complement. Complement mình dịch là gì ta? Cái từ để nó bổ nghĩa thêm á. Okay, cái thứ hai là adjunct. Chúng mình không biết dịch mấy cái này nha. Cái thứ hai là adjunct, such as outside and under, give additional information about other sentence elements. Có nghĩa là gì? Nghĩa là cái loại trạng từ này đó, adjunct adverb đó, thì nó bổ túc thêm những cái thông tin về những cái yếu tố khác ở trong câu. Right? Thí dụ take the dog outside, left the wire and crawl under. Dẫn con chó đi ra ngoài đi, nhấc cái dây kẽm lên và bò ở phía dưới, bò ở dưới. So nó chỉ thêm thông tin vô, phải không các anh chị? Thêm thông tin vô. Okay. Rồi câu thứ ba, I mean lỗi thứ ba, mình gọi là disjunct
Adverb. Chị chân là gì? Không biết dịch đâu. Nhưng mà nó định nghĩa cho mình rồi. Okay. Dịch chân adverb. All adverbs that are not clearly attached to all the elements of a sentence. Cái loại chẵn từ này thì nó not clearly attached to other, thì nó không có không biết dịch đâu. Phân loại chia đoạn hả? Phân đoạn chia đoạn hả? Thì nó không có dính dáng một cách rõ ràng những cái yếu tố khác ở trong câu. Ok. Không có dính dáng một cách rõ ràng với những yếu tố khác ở những yếu tố khác ở trong câu. Thí dụ câu này. Yes, they were late. Nó chỉ dính dáng cái câu trước chứ nó đâu có dính dáng câu này, phải không? Nó không có dính dáng một cách rõ ràng. Yes, they were late. Ok, loại thứ tư gọi là conjunct. Đi. Oh, không được. Ok, let me squeeze it slowly. Yes, được rồi. Okay, conjuncts, such as however and therefore, show relationship between parts of the sentence. Có nghĩa là chỉ những cái mối liên hệ giữa các phần ở trong câu. However, therefore, conjunct cũng giống như conjunctive vậy đó. Là nối liền, phải không các anh chị? Là nối liền. Thí dụ, nó hơi giống liên từ, phải không các anh chị? I can come. However, I may have to leave early. Tôi có thể tới, nhưng mà tôi cũng có thể rời sớm. Sorry. Ok, đó là bốn loại chẵn từ. Bây giờ mình qua cái phần thứ ba là create. Loại một ha là Ok, I don't know if I can copy and chấm gió. Ok, I send it in your PM window. Did you get it? Chấm gió thấy chưa? Chấm gió thấy chưa? Ok rồi, đó là bốn loại. Ok, bây giờ mình qua cái phần thứ ba. Thứ ba của chẵn từ là create. I like this part. Các anh chị ráng copy and paste làm thành một cái bài riêng cho mình. Cái bài này Tiểu My soạn trong nhiều cuốn sách lắm đó. Nó rất là hay các anh chị. Một cuốn sách không có những cái dữ kiện này đâu. Create.
Re-e có nghĩa là re-e gọi là gì ta? Là cái cách mà nó nói không nổi. Cấu tạo hả? Cách hình thành, cấu tạo. Dạ, cái cách mà nó tạo nên á. Hơi khác với cái forming một chút xíu. Many adverbs are formed by adding ly to the corresponding adjective, and most of them are based on the adjective. Nhiều cái chẳng từ đó nó cấu tạo bởi bằng cách thêm vô cái chữ ly từ cái tính từ. Và hầu hết tụi nó hầu hết tụi nó gì đó based on là căn cứ vào cái tính từ, phải không? Việc vậy phải không? À, nổ tụi nó tụi nó do cái tính từ mà ra đó, dựa vào cái tính từ đó. Yes, cảm ơn Mai. Ví dụ final, finally, immediately, 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 right? Immediate or immediately, slow or slowly. Đặc biệt có những cái tính từ nó cuối cùng bằng chữ y. Okay. Bây giờ mình qua cái phần spelling note, nghĩa là cái phần mà spelling note có nghĩa là cái đặc biệt những cái tính từ mà cuối cùng bằng chữ y thì mình làm sao? Mình phải đổi làm sao? Không lẽ mình thêm cái chữ ly luôn. Giờ mình qua cái phần này, cái phần này nó quan trọng nha các anh chị. Có những cái tính từ nó cuối cùng bằng chữ y, có những cái tính từ nó cuối cùng bằng chữ ly luôn. Right. Rồi mình đổi ra chẳng từ thì mình phải đổi làm sao? Ok, trước nhất an adjective with ending y, we have to change to i, then add the ly. Có nghĩa là những cái tính từ mà cuối cùng bằng chữ y, thường thường mình sẽ bỏ chữ y đi, mình thế bằng chữ i, rồi mình mới thêm ly. Right. Chị có thể cho thí dụ thêm không? Chị có thể cho thí dụ thêm không? Cuối cùng bằng chữ Y. Giờ đến phiên các anh chị cho thí dụ đi, các anh chị làm việc đi. Shy, shyly. Gì nữa? Để tiếng mì chọn. Các anh chị làm đi, tiếng mì ghi vô trong bài. Shy, shyly. Đấy. Cho thí dụ cho đúng nha. Okay. Worry, worryly. Worry được không? Angry thì đúng. Angrily. Yes. Okay. Chắc cũng đi vô trong bài luôn. Còn worry đúng không? Hình như là angry thì đúng rồi đó. I know that. Angry and angrily. Ok, rất là dễ các anh chị. Các anh chị mở cái Google rồi mở cái list of adverb.
rồi kiếm những cái trạng từ nào cuối cùng bằng chữ y rồi các anh chị đổi thôi. Ok, đổi thôi, phải mở cái list ra đi. Let me do it that. Of a group. Mở cái list ra thì nó có rất là nhiều. Let me see. No, actually mình mở cái list của tính từ chứ, right? Thấy không? Mình mở cái list của tính từ. Okay, let's see. Chứ không phải là trạng từ. List of adverb. I mean list of adjective. Yes, it's right here. Yeah, nó có rất là nhiều đây nè. Alive. Phải không? Nó cuối cùng bằng chữ Y, chữ angry. That's right. And what else? Bloody. Brainy. Busy. Ok, đại khái các anh chị mở cái list ra thì các anh chị sẽ thấy. Ok, và đây là cái luật. Ok, next one. Cái thứ hai cuối cùng bằng chữ y. Ok, cuối cùng bằng chữ y. An adverb. I mean an adjective with ending e. E retained before ly. Ví dụ như là extreme, extremely. Có nghĩa là những cái tính từ mà cuối cùng bằng chữ y thì mình vẫn để cái chữ y đó, mình và mình thêm ly. But nó có cái except, có cái exception, nghĩa là ngoại lệ. True. Khi mình đổi thành trạng từ thì nó sẽ là truly. Mình bỏ chữ e đi. Do, duly, whole, holy. Mình bỏ chữ e đi. Đây là những cái trường hợp ngoại lệ. Do bắt buộc mình nhớ thôi, chứ nó không có luật lệ gì hết trơn. Bắt buộc mình nhớ. Khi nào bỏ e, khi nào không bỏ e. Okay. Các anh chị thấy không? Nó đâu có nói cái luật làm sao đâu. Làm sao mình biết khi nào bỏ e, khi nào không bỏ e. Thành ra những cái trường hợp này mình phải nhớ thôi, mình phải thuộc lòng thôi. True là mình nói truly, không có chữ y. Cái gì vậy? Ok, nào một trường hợp nữa. An adjective with ending in a consonant at the le. Then drop the E and add the Y. I mean with the LE, chứ không phải add the LE. With the LE, drop the E and add the Y. Thí dụ như chữ gentle, gentle and simple. Có nghĩa là những cái tính từ mà cuối cùng bằng một cái phụ âm đó, và cái phụ âm với cái chữ LE giống như gentle hay là symbol thì mình bỏ chữ E đi và mình chỉ thêm chữ Y thôi. Okay. Gently hay là simply. And có những cái tính từ nó cuối cùng bằng chữ LY. Okay. LY. Làm sao mình đổi thành trạng từ?
adjective ending in ly, giống như chữ daily, weekly, monthly, kindly, lately, can be both adjective and adverb. Mình không có đổi, nhiều khi nó cũng là tính từ và nhiều khi nó cũng là chẳng từ, viết giống nhau. Okay. Thí dụ, a daily newspaper, đó là adjective, phải nó modified to a noun, newspaper. Hay là she phoned the hospital daily, cô ta gọi điện thoại vô nhà thương á, mỗi ngày, cái gì vậy? So cái daily ở đây và cái daily ở phía trước, một cái là tính từ bổ nghĩa cho cái danh từ newspaper, và một cái là chẳng từ bổ nghĩa cho cái động từ to phone. Ok, cái này nha. Anh chị coi cái này. But most other adjectives ending in ly abbreviate của cái e.g. là abbreviate của assembly, hay là city, hay là assemble. Okay. Như là friendly, lively, lonely, etc. cannot be used as adverbs and have no adverb form. And to supply this deficiency, we use a similar adverb or adverb phrase. Giống như lively, properly, friendly. Cho thí dụ đi. Có nghĩa là những có nhiều cái chẳng từ hay những cái tính từ mà nó, có những cái tính từ mà nó cuối cùng bằng chữ ly, giống là friendly, he is so friendly, lively, lonely, mình không có được dùng nó như một cái chẳng từ mà mình phải đổi nó thành một cái loại chẳng từ khác. Nghĩa là nó đồng nó mình phải đổi nó thành cái chẳng từ khác mà nó đồng nghĩa với cái tính từ đó. Cái câu này nó ý nó nói như vậy. Ví dụ như câu này, các anh chị coi câu này. He will likely attend the meeting. Mình không có nói như vậy. Cái likely ở đây nó sẽ là chẳng từ, nhưng mà nó đứng ở trong câu khác kìa. Trong câu này mình không có đặt nó, mình không có nói như vậy, okay. Mà mình phải đổi nó thành he will probably. Probably đây là chẳng từ, likely cũng là chẳng từ, nhưng mà không có ai nói là he will likely, mà người ta nói he will probably. Thế chị hiểu rồi phải không? Right. Ông ta sẽ có thể tham dự vào cái sẽ có thể tham dự vào cái buổi họp. Okay. So cái probably đây nó là chẳng từ, nó bổ nghĩa cho cái động từ attend. Trang Phan hiểu rồi phải không? Hay câu này. Cái mi capital nó rõ ràng hơn. Friendly. Friendly. Okay. Và mình sẽ nói cách khác là friendly way. Okay. Hay là manner. Ok, các anh chị coi câu này. Cái về cái grammar thì đúng, nhưng mà cái cách nói thì sai. Okay. She welcomed us
friendly. Không ai nói như vậy hết. Mà người ta nói she welcomes us in a friendly way hay là in a friendly manner. Cô ta chào đón chúng tôi một cách thân thiện. Okay, more. Okay. Some adverbs have a narrower meaning than their correspondents. Corresponding adjectives are different from them. Ví dụ như mình có chữ coldly, coolly, hotly and warmly. Có một vài cái chẳng từ mà nó cái nghĩa nó rất là hạn hẹp. Có nghĩa là ít khi nào người ta dùng á các anh chị. Thế có nghĩa như vậy đó. Ví dụ câu này. What wrong to my mouse? We receive them coldly. Có nghĩa là in an unfriendly way. Hay là câu này. They deny the accusation hotly. Có nghĩa là indignantly đó. Họ từ chối cái gì? Họ từ chối cái sự mà accusation là cái sự buộc tội phải không các anh chị? Phải không? Họ một cách họ từ chối giống như là ông tòa ông silence cái người đó cái the criminal đại khái như vậy xử cái người criminal phải ở tù 10 năm 15 năm đó thì cái người này họ từ từ chối cái lời buộc tội của ông tòa một cách đâu phải nồng nhiệt hotly. Mỗi lần các anh chị giận các anh chị có thấy nóng không? Nóng không? Không phải chối cãi cái buộc tội mà khi mà mình nóng khi mình giận mà là mình nóng mặt lên phải không? Có nghĩa là hotly là một cách kịch liệt cái okay. Phẫn nộ và phẫn nộ mình phải hiểu ngầm như vậy đó. Một cách phẫn nộ hay là một cách kịch liệt ở đây phẫn nộ đúng hơn giận thì phải nóng bởi vì người ta nói nóng giận là gì nóng giận buồn thì phải phiền bởi vì người ta nói buồn phiền phải không các anh chị đấy gì mà giận dữ vậy nóng đó cho ăn chứng minh tại chỗ đó. Giận thì cái mặt nó đỏ lên phải không? Tại sao vui thì phải vẽ hả? Khi mình vui thì mình vẽ ra nhiều chuyện để mình làm phải không? Còn buồn thì ngồi một đống không làm gì hết. Bởi vì người ta nói vui là vẽ là như vậy. Đúng không? Các anh chị đồng ý thôi nè. Đúng không? Yes kìa. Rồi gì nữa? Còn gì nữa? Hay là người ta nói giận thì phải giữ phải không? Khi mà mình giận thì mình dữ tợn lên quýnh người khác là khá như vậy rồi vậy nói giận thì phải giữ. Ok rồi next one tiếp tục nha.
Ok, các anh chị coi cái nghĩa này là gì nha. Thôi cho cái định nghĩa luôn cho rồi đi. Okay. But warmly, prettily dressed. Có nghĩa là wearing warm and pretty clothes. Khi mà mình nói cái chữ warmly dressed, có nghĩa là mặc đồ ấm. Okay. Hay là warmly dressed hay là prettily dressed có nghĩa là mặc đồ đẹp. Đại khái như vậy. Trong cái câu này, trong câu này. He got warmly dressed. Cái warmly này không phải là adjective bổ nghĩa cho cái dress nha các anh chị, mà nó là trạng từ. Nó bổ nghĩa cái chữ got. Okay. Cậu ta mặc đồ cậu ta mặc đồ ấm. Okay. Nghĩa là cậu ta mặc đồ ấm một cách ấm áp đó, làm cho cậu ta ấm đó, chứ không phải cái đồ đó nó ấm. Các anh chị hiểu không? Cậu ta mặc đồ làm cho cậu cảm thấy, làm cho cậu ta ấm. He got warmly. Chứ không phải là cậu ta mặc cái bộ đồ nó ấm, không phải mặc mặc cái bộ đồ nỉ. Các anh chị hiểu cái kiểu này các nghĩa đó. So warmly ở đây nó là adverb, nó modify to the verb preceded. Okay. Mình phải hiểu như vậy. Tại nếu mình hiểu nó là tỉnh từ là sai. Yeah. Okay, câu kế. Her little girls are always prettily dressed. Có nghĩa là gì? Những cái cô em gái nhỏ của cô ta đó thì luôn luôn mặc đồ đẹp. Cái này là không, mình không được hiểu là cái đồ nó đẹp mà mặc đồ làm cho những cái cô gái đó dễ thương, làm cho những cô gái đó trông đẹp đẽ. Okay. So ở đây cái prettily nó là trạng từ, nó bổ nghĩa cho cái động từ are. Okay. Mình phải hiểu ngầm như vậy, chứ không phải là những cô bé, những cô em gái nhỏ mặc đồ đẹp, không phải là pretty clothes, không phải. Phải không? Yeah. Pretty dress có nghĩa là mặc cái đồ làm nhìn cho đẹp á. Okay, now câu này. Pretty ở đây cũng có nghĩa là very. Thay vì mình nói you are really good, you sing pretty well. Pretty ở đây cũng có nghĩa là very. Okay. But pretty can also be an adverb meaning very. The exams was really difficult. Cái bài test á, cái bài thi á thì nó rất là khó. Cái mình thì thích dùng cái chữ pretty hơn là chữ very. You pretty good. Coolly. Coolly có nghĩa là bình tĩnh, can đảm. Trong cái câu này, xin lỗi các anh chị, cái con chuột nó cứ bị ghét thì thôi á. Okay, forget this man. Con chuột nó so cái gì nó so sensitive á, vậy đi. I should cut this one. Đừng biết đi.
Yes, eventually this worked well. Ok, cái này coolly có nghĩa là calmly hay là courageously. Okay. Có nghĩa là can đảm, bình tĩnh, can đảm, phải không? He behaved very coolly in this dangerous situation. Ông ta cư xử một cách bình tĩnh ở trong cái tình trạng rất là nguy hiểm, phải không? Tình trạng rất là nguy hiểm. Thấy như vậy. Ok, let me move quickly nha các anh chị. Để mình làm nhanh nhanh chút xíu nha. Recently có nghĩa là now, bây giờ. To be here recently có nghĩa là soon, not at the present time, but in the future, after a short time. Mình sẽ dịch là ông ta sẽ ở đây trong chốc nữa, nghĩa là soon hay là now. Up to 100 volt. Only 20 are recently operational. Trong 200 chiếc tàu đó, chỉ có 20 chiếc thì hoạt động, thì nó hoạt động bây giờ. Okay. Đây là câu này. Cái cách dùng những cái trạng từ đó directly can be used of time or connection. He'll be here directly. Ông ta sẽ ở đây directly là trong chốc nữa, cũng giống như là directly nó more closely than soon, very soon. Đây là câu này. Chúng ta mình phải hiểu những cái trạng từ nó nghĩa là gì. The new regulations will affect us directly. Cái luật mới đó sẽ tác dụng chúng ta những cái điều luật mới nó sẽ ảnh hưởng chúng ta rất là chẳng bao lâu nó sẽ thôi dở thì thôi á. Highly. Các anh chị hiểu phải không? Tiếng này khỏi cần dịch, các anh chị hiểu phải không? Ai không hiểu thì đánh số 1 nha. And I try my best. Okay. Mới vừa nói đánh số 1 liền. Cô lần dịch đi. Cô lần dịch trước đi. Ok, mình đang nói về nghĩa của những cái trạng từ ở trong câu. Ok, mình phải hiểu cái nghĩa nó ra làm sao. Đại khái như vậy. Highly is used only in abstract sense. Có nghĩa là cái trạng từ highly thường thường nó không phải là nghĩa đen, mà nó thường thường nó là nghĩa bóng. Không phải là cái nghĩa mà rõ ràng mà mình phải hiểu ngầm. Ok, thí dụ như cái câu này. Mình không có hiểu cái nghĩa chính xác của nó. High là cao, highly là một cách cao ráo, không phải như vậy. Ok. Thí dụ như câu này. He was a highly paid officer. Có nghĩa là gì? Ông ta là một quan chức được trả lương cao. Ok, mình phải hiểu như vậy. Đây là câu này. Mình không được hiểu cái nghĩa chánh của nó là cao, mà mình phải hiểu ngầm cái nghĩa khác. They spoke very highly of him. Nghĩa là họ nói với ông ta một cách, họ nói ông ta một cách, nghĩa là họ ca ngợi ông ta đó.
very highly, là khen thưởng, là ca ngợi ông ta. Okay. Lately, qua cái khác lately có nghĩa là recently, là vừa mới, là mới đây. Have you seen him lately? Mới đây bạn có thấy cậu ta hay không? Okay, lately. Yeah, I move. Hay là câu này. Đây toàn là những trạng từ nha các anh chị, mình đang học về trạng từ. Rightly, justly, correctly, wrongly can be used with a past participle. Những cái trạng từ này mình có thể dùng nó đi theo những cái past participle. Ví dụ câu này. He was rightly, justly punished. Cái rightly ở đây nó là trạng từ, nó sẽ bổ nghĩa cho cái gì các anh chị? Nó sẽ bổ nghĩa cho gì? Cho động từ to be was hay là punished? Punished. Punished, right? Tại vì punished nó sẽ là tính từ, thành ra trạng từ nó cũng bổ nghĩa cho một cái tính từ, phải không các anh chị? Theo cái definition ở phía trước, right? Theo cái định nghĩa, trạng từ nó bổ nghĩa động từ, bổ nghĩa tính từ và bổ nghĩa cho một cái trạng từ khác. So ở đây là justly nó sẽ là trạng từ bổ nghĩa cho cái punish. Có nghĩa là ông ta bị trừng phạt một cách rất là đúng, một cách rất là công minh đó. Okay, next one. You were wrongly informed. Informed có nghĩa là gì? Bạn bị thông báo sai. Bạn bị cho cái information sai đó, thông báo sai. Ok, cái này hay nè. Hardly, scarcely, barely are almost negative in meaning. Remember that hard also be an adjective. Cái hard hay là hardly nó có khi nó là trạng từ. Cả hai hard cũng là trạng từ mà hardly cũng là trạng từ. Nhưng mà cái hardly hay là scarcely hay là barely, nó nếu mà nó đứng ở trong câu, nó có nghĩa là không. Okay. I hardly go out in the weekend. Có nghĩa là tôi không có đi ra ngoài cuối tuần. Mình phải hiểu như vậy. Thành ra đây mình phải nói nó là hardly chứ không phải là I hard. Okay. Thì và cái chữ hard nó nhiều khi nó cũng là adjective. Và nhiều khi nó cũng là adverb. Đặc biệt cái hardly đó hay là scarcely thêm chữ ly đó có nghĩa là không ở trong câu. Để mà hỏi chúng mình sẽ cho thí dụ. I hardly work hard. Tôi không có làm việc chăm chỉ. Yeah, that's good. Mình phải dịch là không. Okay. Thí dụ câu này. She gave me a hard time. Hard day có nghĩa là adjective, bổ nghĩa cho cái danh từ time. Nhưng mà Jennifer thought hard on the matter. Thì đây là adverb. Nó bổ nghĩa cho cái động từ to think ở phía trước.
Jennifer thì nó nghĩ một cách kỹ càng đó hay là sâu sắc về cái vấn đề đó. So hard ở phía sau nó là adverb, còn hard ở phía trước nó là adjective. And như Tiểu My nói hồi nãy, cái chữ hard đó không có chữ y, ly đó, thì nó có nghĩa đúng cái nghĩa của nó là khó khăn hay là cứng cáp, khá như vậy. Nhưng mà holy đó nó lại có nghĩa là không có. Thế cho thí dụ hai câu nha. Thì coi hai câu này nha. Nó đều là chẳng từ ở trong câu hết. Okay. Nhưng mà mình phải hiểu ha, hiểu cái nghĩa nó khác. He looked hard at it. Có nghĩa là gì? Một cái là ông ta nhìn chăm chú, chồng chọc á, nhìn chồng chọc, stare at it. Okay. He stare at it. Nghĩa là nhìn chồng chọc, nhìn chăm chăm á, nhìn muốn ăn tươi nuốt sống cái người đó đó. He looked hard at it. Là at her, at him. Còn câu thứ hai đó là he gave it only a brief glance, nghĩa là nhìn sơ qua thôi, gần như là không thèm nhìn luôn á. And cái hardly ở phía sau dịch là không, nghĩa là chỉ nhìn phớt qua thôi. Các anh chị hiểu rồi phải không? Và khi mà mình dùng cái hardly là not là không, thường thường mình ưa dùng với cái chữ any, ever đó. How do you chiefly use it with any, ever, at all, or the verb can? Ví dụ nha. Has hardly any money. Ví dụ người kia kêu mình dẫn đi ăn phở, mình nói oh, I have hardly any money. Thay vì mình nói I have no money, mình nói I has hardly any money. Nếu mà mình nói tôi không có tiền thì mắc cỡ quá đi, phải không? Nhưng mà mình nói câu này có nghĩa là mình nói câu này có nghĩa là tôi có rất là ít tiền. Okay. Các anh chị nên nói, thay vì các anh chị nói I have no money, hay là các anh chị nên nói là I have hardly any money. Hả? Các anh chị thấy hai cái cách dùng nó rất là hay phải không? Mình nói mình không có đồng xu nữa, mắc cỡ thì thôi, mình nói I have hardly any money. Đấy, nghĩa là tôi có rất là ít tiền, gần như là không có, hơn là mình nói I have no money. Giống như Tiểu My nói câu hồi nãy. Và thường thường mình dùng với những cái chữ any, ever, nó rất là nghe rất là hay. Nhấn mạnh thêm I hardly ever go out. Tôi rất là ít khi đi ra ngoài. Ít khi hay là hiếm khi hay là seldom, right? I hate Holly. Okay, cái để mà hồi Tiểu My cắt nghĩa. Không biết cô lần đi học có biết tại sao mà Holly đứng phía trước, khi nào Holly đứng phía sau động từ? Có biết câu này, có biết điều này không? Đứng phía trước cũng được, đứng phía sau cũng được, nhưng mà cái nghĩa nó khác. Okay. Biết đánh cái câu ra mà có biết cắt nghĩa tại sao để phía trước như vậy không, cù lợn? Tiểu My nhớ nhớ cái chữ cù lợn hồi nhỏ đó, nghe người ta nói gì nè,
gì đó của lần lửa sữa cầu tiêu 5 giờ chiều Đức Duy Thiều lọ cầu tiêu. Nhớ nhớ cái câu lần nói như vậy đó. Của lần lửa sữa cầu tiêu 5 giờ chiều. 5 giờ chiều Đức Duy Thiều lọ cầu tiêu. Ok, hả mà không biết mà đánh lên cái câu thì phải biết các nghĩa nha. Okay. Mỗi hồi tiếng mình sẽ cắt nghĩa cái điều này. Bây giờ chứng minh cái hardly ever hay là hardly any. Nói xong được ghét thì thôi. Như cái này, cái hardly nó đứng phía trước. Is hardly rained at all last summer. Okay. Yeah, a very little money. Nghĩa là ông ta có rất là ít tiền thì có rất là ít, mình không muốn mention tới thì coi như là không có, là cái gì vậy. Okay. That's pretty good. Nhưng mà tại sao cắt nghĩa? Có nghĩa là gì? Hả? Huh? No, không phải vậy. Ok, lại phan nè. Để pause luôn cái cuối cùng đi. Thành ra các anh chị thấy nó sẽ dùng với những cái chữ any, ever hay là at all. At all. He hardly read, I mean it. Hardly rained at all last summer. Trời thì dường như là không có mưa gì hết trơn á. Cho cái mùa hè vừa qua. At all là gì cả. I haven't eaten anything at all. Tôi không có ăn gì hết trơn á. Cái gì vậy? Ok, câu này. Her case is so heavy that she can hardly lift it. Cái xác của cô ta đó thì rất là nặng cho đến nỗi so that có nghĩa là cái gì đó cho đến nỗi cô ta không có thể nhấc nó lên được. Hardly đây mình dịch là không, okay? Không có thể nhấc lên được. Hay là câu này. I hardly know him. Tôi dường như là không biết ông ta, hay là chỉ biết sơ sơ thôi. Biết sơ sơ có nghĩa là không biết cho rồi đi. Biết mà không rõ ràng thì tốt hơn là đừng có biết. Phải không các anh chị? Đấy, thái vậy thì thái gì mình nói. Tôi không biết ông ta nói, I hardly know him. Mặc dù mình biết ít nhưng mà sợ mình nói mình biết người ta hỏi tới sao mình bí, phải không? Thành ra mình nói không biết cho rồi đi. Anh chị hiểu cái điều này phải không? So cái hardly ở đây có nghĩa là không. Cái scary cũng vậy. Cái scary cũng vậy. Where are you? Cái scaly, cái holly and cái belly nó dùng gần như giống nhau, có nghĩa là không. Scaly can mean almost not. You could replace holly is used above. Có nghĩa là nó đồng nghĩa với nhau, thành ra mình có thể mình thay thế nó được. Đợi tí mì tí xíu nha.
Mới vừa bỏ cái mic là chụp liền. Ok, sorry các anh chị, không nữa. Scarcely cũng có nghĩa là almost not, có nghĩa là gần như là không có luôn. Và mình có thể mình thay thế cái chữ hardly bằng chữ scarcely. Và mình dùng chung những cái chữ với những cái chữ any, ever, at all cũng được. Tại vì mình thay thế nó mà, right? I'm sorry. Thay vì nãy mình nói he has hardly any money thì mình nói he has scarcely any money. Thấy như vậy? I scarcely ever go out. Rồi, barely. Yeah, scarcely. Mình thay thế bằng hardly hay scarcely cũng được. Nhưng mà scarcely thường thường á, nếu mà mình dùng với cái nghĩa là, tại sao không, cái nghĩa là not quite, không có rất đó, không có nhiều, không có rất đó, thì mình nên dùng scarcely hơn là hardly. Ví dụ như câu này, nghĩa là ít nhất là nó có something. I have something. There were scarcely 20 people there. Có nghĩa là gì? Ở đây mình không có dùng cái hardly. Hardly có nghĩa là không có, còn cái scarcely có nghĩa là not quiet. Cái này có nghĩa là gì các anh chị? Có nghĩa là có thể có ít hơn 20 người. Ok, có ít hơn 20 người. Dạ, yeah, có ít hơn 20 người. Nó nghĩa là probably fewer. 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 I'm sorry, fewer. Có thể có ít hơn á. Rồi bây giờ mình qua cái barely. Các anh chị hiểu phải không? Cái hardly á and cái scarcely thường thường là mình coi như là không có, có rất là ít. Nhưng mà cái scarcely đó thường thường nó có, nghĩa là nó gần như nó nhiều hơn cái hardly vậy đó. Là có rất ít. Ok, bây giờ mình qua cái barely. Barely mean not more than, hay là only just, không có nhiều hơn, hay là chỉ có chừng đó thôi. Đấy, mình dịch vậy phải không? Chỉ có chừng đó thôi, chỉ có chừng ấy thôi. Thí dụ, there were barely 20 people there. Ở đây mình lại dịch là nhiều hơn, còn ở phía trước mình dịch là ít hơn. Không có nhiều hơn 20 người ở đó. Cũng là không phải không các anh chị? Cũng đều dịch là không. Hay là I can barely see it. Tôi có thể thấy chừng ấy thôi, không có nhiều hơn. Tôi chỉ thấy có nhiêu đó thôi. Đó, mình dịch như vậy đó. Tôi có thể chỉ thấy có nhiêu đó thôi, không có nhiều hơn nữa. Cái long and cái near, ít khi nào mình dùng nó với một cái, coi nó như là một cái adverb, là chẳng từ. Long and near nó cũng là adverb, nhưng mà ít khi nào dùng hết trơn. Thường thường nó là tính từ phải không các anh chị? I
I leave near some capital called Mia. I live near Capitoli. Mình không có nói gì về nha các anh chị. Không có nói gì vậy. I live near to her house. Okay. I live near to her house. Yeah. I live near a lake. Tôi sống ở gần cái hồ. Tôi sống ở gần cái nhà cô ta. Ít ai nói như vậy hết trơn nha các anh chị. Để coi coi. Closing time, then draw near. Close to her house. Thay vì dùng chữ no, không dùng chữ near. Yeah, mình dùng chữ close hơn là mình dùng chữ near. Okay, close to her house. Close in time, a close relay or connection. Hay là cái câu a near standing position thì được. Come near to me. Come near so I want help to shout. Mình cái long and cái near thường thường nó là adjective nhiều hơn là cái adverb. Okay, mình dùng cho nó cái adjective. Ví dụ mình nói the near sign, the near road, the near fields, là khái như vậy. Mình dùng nó là cái adjective nhiều hơn là cái adverb. Nhưng mà thường thường cái long and cái near mình dùng ở trong cái negative thì được, hay là trong cái interrogative thì được. Ví dụ như câu này. Ý ở đây nó nói cái trạng từ long and cái trạng từ near ít khi được dùng. Okay. Mà mình chỉ dùng nó trong cái adjective thì được. How long does it take to get there? Trong một câu phủ định hay là một câu hỏi thì được. It won't take long. Chứ không có nói it won't take near. Nhưng mà trong câu xác định thì mình phải đổi chữ. Đặc biệt hai cái chữ này đó, chữ long and chữ near đó, ít nói lại là nó ít khi nào dùng nó làm trạng từ, mà thường thường mình dùng nó làm tính từ. Và nếu mà dùng nó làm trạng từ thì thường thường nó ở trong một câu hỏi hay là một câu phủ định. Okay. Còn nếu mà nó đặt ở trong một câu xác định thì dùng như vậy là sai. Không có ai nói it would take long, mà người ta nói it would take too long. Hay là it would take a long time. Và một câu khẳng định hay là xác định. Okay. Yeah, go ahead. Ask your question. I mean, bring your question.
phải người ta học chưa tới. Người ta là ai và người ta dùng và dùng làm sao hả? Wait a minute. How long it take, huh? How long it take? Phải không? How long it take, phải không? Có nghĩa là how long does it take á? Is my pizza going to be long? No. Không hiểu là đúng rồi. Có nghĩa là câu này có nghĩa là whether cái pizza của tôi nó sẽ dài phải không? Nó sẽ dài phải không? Chứ không phải là nó tròn phải không? Không, nó dài phải không? Phải không? Nó dài chứ không phải là nó ngắn phải không? Không. Cô Lân hỏi người ta như vậy sao người ta hiểu được? Is my pizza going to be taking a long time? Phải không? Taking a long time. Phải nói như vậy đó. Taking a long time to bake hay là to help it to bake, phải không? Phải nói như vậy đó. Hay là yeah, is my pizza going to be taking a long time to bake? Cô Lân hiểu phải không? Có phải là cái pizza của tôi nó sẽ nướng rất là lâu phải không? Đã thấy như vậy. It's going to be taking a long time, phải không? Thì đó, cô Lân muốn hỏi là cái pizza nó nướng nó mất nhiều giờ để nướng đó, phải không? How long does, nói như là icebreaker cũng được. How long does my pizza take to bake hay là gì đó? Bao lâu thì cái pizza của tôi được nướng chín, khái như vậy. Còn cô Lân là hỏi là how long is my pizza, cái người waiter họ hiểu như vậy đó. How long is my pizza, khái như vậy. It's supposed to be a joke. Yeah, nếu mà cô Lân nói tiếu, nhiều khi mình nói tiếu người ta không hiểu, okay. Người ta chậm tiêu người ta không hiểu. Người Việt mình ưa nói tiếu lắm. Mỹ thì nó nói thẳng băng mà nó ít khi nào nó chốc đó. Dạ yeah, phải không? Cô Lân muốn ý nghĩa, nó muốn chọc người ta phải không? Muốn nói tiếu phải không? Nhưng mà kẹn cái là cái người đó không hiểu cô Lân đang nói chuyện tiếu. Phải không? Cô Lân muốn nói như vậy phải không? Có nghĩa là như vậy phải không? Dạ yeah, Mỹ nhiều khi mình nói tiếu họ nó không có hiểu đâu. Okay. Rồi tiếp tục nha, tiếp tục. Đây là những cái thí dụ, những câu nói về cái trạng từ in conversation. For a long time is often replaced by for each. Trong cái giọng nói đó, cái chữ for a long time là lâu đó, thì thường thường được thấy bằng cái chữ each. Thí dụ nha, thay vì mình nói
I wait for a long time. Hear me now? I wait for age. Okay, now it took us a long time, for a long time to get there. Hear me now? It took us age to get there. Hồi nãy các anh chị thấy cái chữ near, mình không có dùng nó là một chẳng từ alone được, một mình được, mà mình dùng chung nó với cái chữ very, quite, so or too or enough. Near is usually qualified by very, quite. Các anh chị thấy không? cái chữ near nó phải đi chung với những cái chữ như vậy. I live quite near. You're near enough. Don't come too near. Mình không có nói là don't come near. Don't come too near. Hỏi tại sao? Đâu biết trả lời tại sao. Đó là cái cách người ta nói, thường nói như vậy. Không ai nói I live near. Okay. Okay, now. Okay, cái này nó không có mình qua cái preposition, mình không có mention. Okay, and that's it. Đó là những cái cách mà create cái adverb. Bây giờ mình relax một chút xíu bằng cách làm bài tập tí xíu nha các anh chị. Coi nãy giờ các anh chị get được bao nhiêu. Ví dụ Timmy cho các anh chị câu này. Ok, coi các anh chị làm sao nha. Cũng đâu có là gì. Okay, rồi ngồi đó thằng gây với nhau đi. Easy, I learned the easy words. I learned the words. Yeah, dĩ nhiên là easily, right? Các anh chị thấy cách dùng nó khác. Một cái là chỉnh từ và một cái là chẳng từ. Beautiful. She sings songs. Yeah. We have two answers, please. Might win cái easily mình phải đổi cái thành chữ I rồi mình mới thêm ly. Yeah, easily. Có hai điều là easily hết trơn hả? Đâu phải đâu, phải không? Một cái là easy, một cái là easily. Rồi câu mới các anh chị. Câu mới. Beautiful. We have two answers, please. Mình có hai cái trả lời nha. We sing songs beautifully, phải không? Beautifully. Yes, she sings beautiful song, phải không? Yeah, một cái là beautifully and một cái là beautiful. Okay, now next one. Be carefully with this one, okay? Fast. She speaks fast. Hay làm gì đó? I don't understand speech. Yeah, cả hai điều là fast.
Okay. Past cũng là tính từ và past cũng là trạng từ. So cái past đầu tiên là trạng từ adverb, cái past thứ hai là tính từ adjective. Okay, now next one. Early. Smith buys his newspaper. He buys an edition. Mấy giờ rồi ta? 10 giờ hả? Sáng nay đói bụng sớm nha. Yeah, not only an adverb but also an adjective. Yeah, cả hai đều là early. Okay. The first one is adverb, the second one is adjective. Các anh chị phải để cái nào là adjective và cái nào là adverb luôn nha, để cho các anh chị nhận ra. Okay. Recognize which one is adjective and which one is adverb. Okay. Nhớ để nha, cái nào là adjective and cái nào là adverb. Yeah, để như vậy đó. Very good, thorough. Okay, next one. Không cần, you don't know to copy the whole sentence. Real, she enjoys stories. She enjoys stories. Ví dụ như cô lần đây, really, adverb, and real, adjective. Để như vậy, okay? Yeah, để giống như icebreaker. You know? That's pretty good. Okay, next one. Yeah, whatever you bring is good to me. General, we have a read. We make a agreement. Yeah, để giống như icebreaker vậy đó. Generally, right? Generally. And general. Cái generally nó là adverb modified to the adjective. Ở phía sau phải không các anh chị? Nó bổ nghĩa cho cái tính từ agree. Right? Cái agreed ở phía sau nó là verbal, hay là mình gọi nó là past participle, làm adjective. Các chị nhớ không? Cái verbal đó, cái gerund thì nó làm noun, nhưng mà cái participle thì nó làm adjective. Participle thì nó có hai loại, present participle hay là past participle, right? Thì nó sẽ làm adjective. Còn cái infinitive verbal đó, mình học trong cái bài verbal đó, infinitive thì nó có thể nó là một trong ba loại, hoặc là noun, hoặc là adjective, hay là adverb. Okay. Trong trường hợp này nó là participle. Quên cái verb rồi hả? Phải nói là nín đi em, với gì mà nói chuyện nghe cọc cặn như vậy. Hãy nín đi em. Hãy nói chuyện như vậy. Okay. Mà phải thơ rô là con gái thôi không? Con gái thì mình phải nói chuyện với con gái cho nó ngọt ngào chút xíu, ok? Cậu cần quá đi mất. Ok, next one nè, next one. Bây giờ sin. Okay, sin. I heard movement. I heard movement. I think I missed something. Yeah, that's it. Đúng rồi, không có miss cái gì hết.
Yeah, I think I missed something. Yeah, I missed the. That's right, that's right. I think I'm right. Cái đầu tiên là I heard sudden, right? Sudden movement. And suddenly, I heard movement. Cái phía trước nó sẽ là adjective. And cái phía sau nó sẽ là adverb. Okay, next one. Final. I told the truth. I hate examination. Finally, sau cùng, tôi cũng nói sự thật. Tôi ghét cái bài thi cuối cùng, phải không? Final examination. Các anh chị hiểu là gì? Hả? Có cái final examination có nghĩa là final test á. Dạ, cái bài thi cuối khóa đó. Okay. Cuối khóa đó. Chứ không phải là cái bài. Dạ, cái bài thi cuối khóa đó. Final examination hay là final test cũng là bài thi cuối khóa đó. Ok, next one. Yeah, finally là adverb. Sau cùng rồi tôi cũng nói sự thật là tôi ghét cái bài thi cuối khóa. Không phải bài thi cuối khóa mà cuối khóa. Okay. Yeah, cuối khóa. Examination hay là final test hay là final examination cũng vậy mà. Right. Okay, correct. Tommy is usually, he usually right. Một cái là correct and một cái là correctly. So cái usually ở đây là gì các anh chị? Usually ở đây là gì? Nó là loại từ gì? Usually đây nó là loại từ gì? Yeah, nó sẽ là, phải không? Nó sẽ là adverb. Nó bổ nghĩa cho cái tính từ ở phía sau là correct. Okay. Correct ở đây sẽ là adjective. Còn câu sau usually write là nó bổ nghĩa cho cái động từ to write. Ok, sẵn đây chị Minh các anh chị coi hai câu này nha. Thôi để một hồi tới cái đó là cắt nghĩa sau, chứ hồi mất công cắt nghĩa một lần nữa. Ok, next one nha, next one. Probably, I mean probable. That and that right. That right. Ok, now. Câu này các anh chị. Đó thì có thể. Đúng. Nó thì có thể đúng. So cái trước đó là probable, là adjective, phải không? Tại vì nó đứng sau động từ to be, nó sẽ là adjective. Còn cái phía sau that's probably right, nó sẽ là adverb. Tại vì nó sẽ bổ, phải không? Nó sẽ bổ nghĩa cho cái tính từ right. Okay. Yeah, nó sẽ bổ nghĩa cho cái tính từ right. Nên chị phải hiểu như vậy. Okay. Okay, now next one. Good. Frank told us jokes.
told the jokes. Yeah, một cái là good. Tại vì nó là tính từ, bổ nghĩa cho cái danh từ joke. Và well, nó là chẳng từ, bổ nghĩa cho cái động từ tell hay là told, right? Okay, next one. Time is 10 seconds. Hard. That work was for those men. Everyone worked hard. Yeah, hard đây là adjective. Bổ nghĩa cho cái động từ, nó đứng sau động từ to be. So nó sẽ là adjective. Còn cái hard đây, hardly đây là chẳng từ, phải không? Adverb bổ nghĩa cho cái động từ to work. Bây giờ mình không cần biết là nó tính từ hay chẳng từ, mình dùng chữ cho nó đúng nha. We have to choose only one, right? My friend Miss Stewart plays piano. Mình để chữ beautiful ở đâu nè? Ephemeral life. Viết nguyên câu đi, copy rồi add vô cái beautiful hay beautifully. Play piano beautifully. Đúng không các anh chị? Phải để nguyên câu luôn. Yes, đây sẽ là beautifully ở phía sau. Thường thường đó, cái chẳng từ với cái tính từ không nhất thiết là nó phải để ở gần cái danh từ nếu mà nó là tính từ, và không nhất thiết nó phải để gần cái động từ nếu nó là chẳng từ. Ok, thỉnh thoảng mình để ở phía sau để nhấn mạnh. Ok, để nhấn mạnh. Thành ra ở đây nó sẽ là beautifully, nó bổ nghĩa cho cái động từ to play. Ok, để nhấn mạnh bạn của tôi, cô Stewart, thì đờn piano rất là hay. Nhấn mạnh cái chữ rất là hay. So piano beautifully. Ok, okay, next one. Một hồi mình sẽ học về cái position, cái vị trí của chẳng từ. Các anh chị sẽ thấy chẳng từ nó thường thường nó ở gần như là everywhere, yeah? Phía trước động từ, phía sau động từ, phía sau cuối câu là khái như vậy. Happy, of course, all the children were about that. Các anh chị làm câu này đi. Tính từ hay là chẳng từ, và nó để ở đâu? Có người biết thôi, chỉ có turtle biết thôi. Người ta nói thường thường con rùa chậm, mà con rùa này rất là nhanh. Con rùa này rất là nhanh. Các anh chị dở thì thôi, còn chậm hơn con rùa nữa. Chậm hơn con rùa nữa. Of course, all of the children were happily. Sai. Cô Lan đúng. Cô Lan miss cái comma. Cô này rùa xinh hả? Rùa xinh hả? Yeah, mà để ở đâu Snow White? Yeah, để ở sau động từ to be. Tại vì nó là adjective. Okay?
nó là adjective. Okay, next one. Happy, we're happy. Okay, next one. Cái này mới có bài tập sơ sơ thôi nha, mới ăn trắng miệng thôi chứ chưa có phải là bài thật, bài tập thật sự đâu. Cái này mình còn cười cười không? Cười cười như con rùa kìa. Good. Edward and Bill write composition in class. Edward với Bill nó thì viết cái bài composition là gì các anh chị? Còn chữ good đâu? In class well hả? Các anh chị nghĩ thế nào? Mình dùng ở đây là adjective hay là adverb? Good composition, good composition, phải không? Good composition, nó make sense hơn là in class well, okay? Yeah, nhưng mà mình có cái best choice thì mình phải lấy cái best choice là good composition. Right? Ok, câu này nha. Cái chữ well để phía sau cũng được, nhưng mà thường thường mình thêm cái có nhiều cái chặng từ nó không có thể go alone được, nó nghĩa là không có thể nó đi một mình được. Đúng dân phạm, nhưng mà thường thường người ta ít khi người ta nói vậy. Người ta thí dụ nói in last very well thì được. Okay, very well thì được. Nó thường thường nó đi với một cái chặng từ khác, nó make sense hơn. Giống như là cái chặng từ near vậy đó. Cô lần nhớ cái chặng từ near không? Cái grammar, cái ngữ pháp thì nó đúng. Okay. Nhưng mà người ta ít khi nói như vậy. Okay. Ví dụ nó I live too near hay là come too near. Okay. Người ta dùng một cái chặng từ khác nó bổ nghĩa thêm thì nó, người ta thường nói như vậy nhiều hơn là người ta dùng nó alone, có nghĩa là người ta dùng nó một mình. Okay. Yeah, quite near hay là too near. Okay. Chứ ít ai người ta nói I live near a lake, nó cái ngữ pháp nó không có gì sai hết trơn, nhưng mà người ta không có nói như vậy. Okay, thành ra cái câu của cô lần cũng đúng chứ không có gì sai, nhưng mà không ai nói như vậy. Có thể người ta nói in class very well thì được. Thế okay, chứ không có nói một mình là well. Không có gì sai văn phạm hết. Cái chị hiểu chị mình nói rồi phải không? Okay, next one. Các chị dùng chưa trả lời cái câu này nha, chưa trả lời câu này nha. Okay. Cảm ơn cô lận. Rabbit and good. Conversation is practice for all students. Câu này hay nè, ok. Câu này hay nè. Cô lần đi học. I see your hands raising. Do you want to come up to the mic and say something or ask something? Cô lần thấy giơ tay có cần lên mic nói chuyện gì không? Okay, thank you. Rồi, các anh chị làm câu này đi. Rapidly. Good conversation is practice for all students.
Làm câu này đi, please. Just okay, thank you very much. Thế chị làm câu này đi. Thấy cái câu của Snow Laos rồi đó. Thế chị làm câu này đi, please. Hello, cô Đà Lạt. Ai lên xứ hoa đào dừng chân gì đó. It's not good, huh? No, I don't think so. Để hai cái chữ này vô trong cái câu. Okay. You have to write the correct form, adjective or adverb, in the sentence and put it the right place, the right place. Nghĩa là mình sẽ chọn adjective hay là adverb rồi để nó ở trong câu và để cho nó đúng cái vị trí. Okay. Rapidly. Conversation is good practice for all students. Rapidly, conversation is good practice. Conversation là conversation rồi, mình đâu có cần definition nó. Chị hiểu Timmy nói gì không? Đàm thoại thì là một cái thực hành tốt cho cả cả học sinh, cho cả sinh viên. Đàm thoại gì? Vấn đề gì? Phải không các anh chị? Ok, cô Lần đúng. Cái câu của cô Lần là make sense nhất. Đàm thoại, một cái sự đàm thoại nhanh đó, nghĩa là cái sự mà communication nhanh đó, sự nói nhanh đó, thì là một cái điều thực hành tốt cho tất cả học sinh, cho tất cả sinh viên. Yeah, các anh chị, cái rapidly conversation is good practice for all students cũng đúng, ok. Nhưng mà nó, khi mà mình có cái best choice á, thì mình chọn cái, mình có cái choice thì mình nên chọn cái best choice, ok. Nói sao cho nó rõ ràng hơn. Thường thường mình đàm thoại á, cái khi mà mình nói chuyện với nhau, nhất là về cái language á, thì các anh chị nên tập nói cho nó nhanh, phải không các anh chị? Tập nói cho nó nhanh, đồng ý không nào? Rapid conversation, phải không? Yeah, cái nào cũng đúng hết trơn, nhưng mà cái đàm thoại để nói cho nhanh đó thì nó là good practice.
Hello cô Tiểu My, hello, hello cô Tiểu My ơi, rớt microphone rồi. Bây giờ cô có lên đâu, không lên là mất tiêu luôn, ráng chịu. Mời cô Tiểu My lên nghe. Rồi xong nha, cô thấy mình mất mic rồi nha, không có cơ hội thứ hai đâu đó. Còn câu của Snow Cloud với lại để mình coi hai bạn để cái chữ mà rapidly mấy trước, xong rồi conversation is a good practice for student. Mấy câu đó rất là lạ lùng ha. Các bạn để chữ rapidly xong rồi conversation is a good practice for student. Thì mình ngon cái nghĩa nó là nói một cách nhanh nhẹn á, thì tôi nói nhanh nhẹn á ha. Thì đàm thoại là một cái thực hành tốt cho học sinh. Tự nhiên tôi nói một cách nhanh nhẹn á, tôi nói thiệt nghe thì dễ hiểu hơn á. Tôi nói một cách nhanh nhẹn á thì không không hay, không hiểu gì hết.